một nút bấm điện thoại, máy đã chạy. Và cũng chỉ cần một chiếc máy là đủ cho một ao nuôi cá rộng lớn. Công việc chăn nuôi của người nông dân giờ đây trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ những sáng kiến hiện đại như vậy. Mình dùng cái công nghệ là điều khiển máy, tất cả điều khiển máy từ xa. Đó. Thì là tất cả ở đâu cũng có sóng điện thoại là bật được nó. Kể cả ra thành phố Hồ Chí Minh vẫn bật được ở nhà. Tất cả nhờ sự sáng tạo tìm tòi của ông Nguyễn Kim Hùng, người đàn ông vẫn được gọi là nhà sáng chế của nông dân. Xuất phát điểm từ một thợ sửa xe đạp, dần dà ông nhận sửa lại những máy móc của người dân, rồi nghiên cứu tìm tòi và trở thành một ông chủ của một xưởng sản xuất cơ khí. Một chặng đường dài mà với ông Hùng là một hành trình đi giải những bài toán khó. Chính bà con nông dân lại là những người đặt coi như là ra một cái đề toán cho mình. Giờ tôi muốn dọn một cái đáy ao phân cá hoặc là cái thức ăn thừa phủ trên cái bề mặt đáy ao thì nó cái môi trường ao nó bị yếm khí, làm sao sản xuất cho tôi một cái giải pháp để dọn được cái đáy ao đó đầu tư ít nhất và hiệu quả nhất. Đó là mình là nghiên cứu, mình chế tạo máy bơm nước ly tâm, máy bơm nước lưu lượng lớn, máy quạt nước làm mát bằng tự nhiên, máy hút bùn đa năng. Nhanh thì một vài tháng, lâu thì có những sản phẩm 10 năm mới hoàn thành. Đấy, cái mà để mà mất 10 năm coi như là nghiên cứu không ra, sau này coi như nó chỉ mất 15 phút thôi. Vì lý do mình làm thành công cái máy bơm nổi rồi, thì mình ứng dụng sang cái hút bùn thì nó lại quá đơn giản. Khi làm được rồi thì mình lại nghĩ, ôi sao nó lại đơn giản thế. Cho đến nay, thương hiệu cơ khí Thiên Long HP của ông đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, tạo công ăn việc làm cho 40 lao động với thu nhập ổn định hàng năm. Từ những ý tưởng sau đó là đi vào thực tế và qua quá trình trải nghiệm xong mới đưa được ra một sản phẩm mới, cho nên là nhiều cái sản phẩm mới vẫn còn đang được nghiên cứu và phát triển để giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Trong dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, những sản phẩm mới của ông Hùng đưa bà con đến gần hơn với sóng 3G, với điện thoại thông minh và tự động hóa, giúp việc chăn nuôi trồng trọt giờ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vẫn còn những bài toán phải giải, còn nhu cầu của người dân, sức sáng tạo của nhà sáng chế này sẽ vẫn còn được tiếp tục bồi đắp thêm để có thêm nhiều sản phẩm mới góp phần vào sự phát triển kinh tế của quê hương mình.